tiếp nối. Chiều xuống thấp thoáng, chỉ có anh và anh trong màn đêm, mong chờ tia nắng. Tia nắng em đã mang đi xa, em hứa mang hơi ấm quay về. Anh vẫn tin một ngày chúng ta sẽ lại có nhau. Ngày chia tay hai ta trao nhau từng lời hẹn ước khắc sâu. Dù mai đây xa xôi phương nào thì mình vẫn nhớ tới nhau. Tình đôi ta đang trao cho nhau mãi mãi luôn đậm sâu. Cho dù ta đi đâu về đâu thì tình yêu không phải giấu. Ngàn thông xanh nơi anh trao em từng lời hẹn ước khát khao. Giờ riêng anh nơi đây cô đơn từng ngày vẫn nhớ tới em. Ở nơi kia em ơi vui không có nhớ tới anh nhiều không. Anh vẫn mong ngày hai ta tương vui. Được không chị? Ờ cũng được á. Hiếu Khang, anh thấy em sao? Tóc đều hợp với em đó. Xong rồi đó, mình đi. Anh gửi tiền. Dạ 100 anh. Khỏi thôi. Dạ em cảm ơn, chúc anh chị vui vẻ. Anh làm ơn dừng lại giùm tôi đi. Có chuyện rớt đó. Mình về đi mẹ. Con muốn về nhà. Vậy cũng được, thôi mình về. Cậu cho tụi tôi về chỗ cũ nha. Anh, tụi mình đi ăn đi. Đi ăn hả? Ừ. Chắc là không được rồi, anh phải về công ty nữa. Vậy là sao? Vậy là bỏ một mình hả? Tại sao lại bỏ một mình? Bây giờ anh đưa em về nghỉ ngơi, rồi tối đi hát. Tối anh đưa em đi ha. Tha cho anh đó. Vậy mới ngoan chứ. Đừng có đau khổ nữa con à. Con phải khẳng định cậu ta là người không có thể tin cậy được. Con phải ám thị là con quên. Rồi con sẽ quên. Từ từ con sẽ lấy lại cân bằng. Con còn trẻ mà. Con sẽ gặp người khác hợp với con hơn. Con tin mẹ đi. Mà tại sao con lại thấy cảnh đó chứ? Con hận hai người đó lắm. Ủa, đi chơi về sớm vậy con? Qua đây mẹ nói chuyện con chút nè. Anh Khang đưa con về rồi anh tới công ty rồi. Người ta siêng năng vậy mà ba cứ ém tài người ta không à. Trời ơi, gì mà ém tài. Ba con á là tin nó lắm luôn á. Tin mà cho làm mấy chuyện lặt vặt không à. Thì cái cách làm việc riêng của ba con làm sao mẹ con mình hiểu được. Mà con thấy ba làm sao đâu á. Đáng lẽ ra ba phải cho ảnh một cái chức vụ gì đó trong công ty, cho người ta còn nể ảnh nữa chứ. Được rồi, để có gì mẹ nói với ba con cho. Mẹ nói đi, nói nhiều nhiều lên. Nói sớm lên giùm con một cái. Sau này dù sao thì anh Khang cũng là con rể của ba mà. Ba chiếu cố ảnh chút coi như là việc con đi. Được rồi cô nương. Tôi hứa là tôi nói được chưa. Bây giờ là ba con đang bận nhiều việc, cho nên là không có để ý gì tới thằng Khang thôi à. Con không có muốn á, vì ba mà anh Khang không có vui.
cái con này. Đã nói là mẹ biết rồi, nói hoài à. Mẹ, chị con Khanh sao rồi? Ba có tìm được chỗ ở của nó chưa? Ba mà tìm gì? Mẹ tìm ra đó. Bây giờ ba con đang cho người theo dõi nó đó. Thiệt hả? Vậy mẹ cho con địa chỉ của nó đi. Gì ạ? Con sẽ cho nó biết tay. Thôi 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 thôi. Nè, ba con đang cho người theo dõi nó nha. Con đừng có làm lớn chuyện à. Trời cái ý ổng không có được đâu đó. Khổ quá à. Sao mà cái gì mẹ cũng sợ ba hết vậy? Cứ cho địa chỉ cho con đi. Nè, mẹ nói không được là không được nha. Không có nên làm như vậy. Bây giờ xem nó đang làm cái gì. Phải theo dõi nó một thời gian, coi động tĩnh sao đó. Thôi mệt quá à. Ba mẹ thích làm gì thì làm đi. Dù gì bây giờ anh Khang á, anh cũng không có thèm con nhỏ đó nữa. Con nhỏ này thiệt tình, lớn rồi mà như con nít vậy. Không có trưởng thành lên chút xíu nào hết trơn á. Con xin chúc mừng hợp đồng thành công. Chúc mừng anh. Không ngờ làm ăn với công ty của anh thật là nhanh chóng. Đương nhiên rồi, công ty tôi luôn đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mà. Nhất là khi công ty tôi có thêm một trợ thủ đắc lực như là Hiểu Khang đây, tôi rất là yên tâm. Có Hiểu Khang, anh như có thêm một cánh tay đắc lực rồi. Anh nói đúng, Hiểu Khang rất là có tài. Giao dịch cho nó tôi rất là yên tâm. Hai bác đừng có khen con nhiều quá. Con chỉ là lính mới vào nghề mà thôi, cho nên kinh nghiệm còn thiếu nhiều lắm. Có những người á, kinh nghiệm thương trường thì ít, nhưng mà kinh nghiệm từng trải ở đời thì nhiều. Nhiều thủ đoạn thì vẫn được coi là một kẻ có tài chứ, đúng không? Dạ thưa bác. Vậy theo bác, con ở trường hợp nào ạ? Chuyện đó thì cậu biết rõ hơn ai hết. Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ tôi mời anh đến nhà hàng để ăn mừng cái buổi ký kết hợp đồng này. Rất tốt. Dạ. Mời anh. Vô. Dạ. Chú đưa đây tôi làm cho, tôi muốn tập thể dục luôn. Thôi bà chủ cứ để tôi làm, bà chủ vô nghỉ ngơi đi. Thôi, vú đưa đây tôi làm cho. Vú vô trọng nấu cơm đi. Dạ cơm tôi nấu xong hết rồi. Thôi, bà chủ để tôi làm cho mà. Thôi, để tôi làm cho. Vú muốn làm gì thì vô trọng vú làm đi. Rồi sẵn tôi tập thể dục luôn, không sao đâu. Vú dạ, vô trọng làm bà gì chủ làm đi. Tôi lên với Diễm Khanh. Vú dạ. Vô coi cái Diễm Khanh nó cần gì. Dạ, bác để đó con. Đưa cậu đi theo đúng là không uổng công. Dạ, con cũng không biết nói sao để cảm ơn bác nữa. Cũng chính nhờ có bác mà con có dịp thể hiện năng lực của mình. Con Lệ nói rất đúng. Cậu rất thông minh, lại nhanh nhẹn. Ông Bách rất là thích cậu. Dạ, nếu có dịp để đi gặp khách hàng như vậy thì con có cơ hội để học thêm nhiều kinh nghiệm nữa rồi. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ để cậu đi gặp khách hàng thường xuyên. Nhưng phải cố gắng lên nha. Dạ, con nhất định sẽ cố gắng. Bộ có chuyện gì sao bác? Công chuyện ở miền Tây á, làm ăn không được tốt lắm, cho nên bác thấy hơi lo. Sao vậy bác? Gỗ ở đó chất lượng không có tốt,
người dân lại không thích bán cho mình. Có lẽ phong thủy công ty mình không còn tốt như xưa nữa. Bác cũng tin chuyện phong thủy nè hả? Ừ, dĩ nhiên rồi. Về kinh doanh á, ai mà không tin chuyện đó. Nó rất quan trọng. Dạ. Chắc bác phải kiếm một ông thầy phong thủy về coi mới được. Em có sao không? Bộ giận anh chuyện tối nay không đi chơi với em được hả? Không phải em giận anh, mà em giận Nam Quang á. Không biết quan gia ngõ hẹp cái kiểu gì, lúc nào cũng gây chuyện với em. Ủa, chẳng phải em với Nam Quang rất thân nhau sao? Ai biết, nói gì cũng kiếm chuyện gây với em hết. Nó nâng Nhiễm Khanh lên á, rồi hạ em xuống. Nói chuyện hồi em nổi điên lên à. Tại sao lại liên quan tới Nhiễm Khanh? Còn có sức ảnh hưởng đến vậy hả? Chẳng lẽ vì cổ mà em và Nam Quang kịch chống với nhau? Bởi vậy mới nói. Mà anh nữa, Nam Quang có gì hay mình cứ nâng đỡ anh ta hoài à. Anh có cách làm việc riêng của anh mà. Anh thấy Nam Quang thực sự có tài đó chứ. Mai mốt quá anh đừng có đưa những bài hát mà anh sáng tác cho nó nữa. Em không thích. Em cũng biết anh là người công tư phân minh. Anh không thích em, ép anh làm những gì mà anh không thích đâu nha. Nhưng mà anh không thấy là anh đang hiếp em hả? Rõ ràng là anh đang hiếp em mà. Em đừng nói tới chuyện đó nữa được không? Nhưng mà... Thôi được rồi, tối nay em về em ngủ một giấc là quên hết liền à. Ngày mai anh tới chở em đi ăn sáng. Nhưng mà em tức lắm. Quen đi cưng. Vú, con tính đi đâu vậy? Dạ, con định đi chùa với mẹ. Vú thấy mẹ con chuẩn bị xong chưa vú? Vú còn không để ý nữa. Đâu, con sang bên phòng bà chủ coi. Dạ. Vậy con đi nha vú. Em có đi ra ngoài á thì nhớ cẩn thận nghe. Bây giờ tai nạn giao thông nhiều quá. À, em tính đi đâu vậy? Em đi chùa với anh Khanh. À, sáng nay em có tới công ty của ông Tường chứ? Anh đang tìm hiểu về công ty đó mà. À, có chuyện này anh không biết có nên nói không? Chuyện gì vậy anh? Hôm rồi á, anh có đi với ông Tường ở nhà hàng. Có cả bạn Hiểu Khang nữa đó em. Ta làm gì trong đó? Nó đi dọc mà. Nó đi chung với ông Tường à? Cũng đúng thôi, nó sắp là người nhà của ông Tường mà. Hiểu Khang rất được ông Tường tín nhiệm mà. Ông còn nói với anh chuẩn bị đưa nó lên làm quản lý công ty đó. Vậy sao? Ông còn giới thiệu nó là con rể tương lai nữa. Con Khanh mà biết được chuyện này thì nó sẽ buồn lắm. Nhưng mà có một chuyện anh không hiểu. Khi gặp mặt nó làm như là không quen biết anh vậy. Cũng lạ ha. Nếu nó đã thân thiết với ông Tường như vậy thì khi gặp anh nó phải giành mặt anh chứ. Cũng có thể là cậu ta còn một chút lương tâm. Hy vọng là như vậy. Cậu nói nhà Diễm Khanh còn có hai người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. Chính xác là như vậy. Tôi cũng đã theo dõi căn nhà đó mấy ngày rồi mà. Hai người đó là ai? Hai người phụ nữ. Nhưng mà một người phụ nữ thì giờ sang trọng và quý phái lắm. Giống như mấy người quyền cao chức trọng vậy đó. Không lẽ là bà ta? À, cậu nè, cậu tiếp tục theo dõi nhà đó và nhớ chụp ảnh người đó cho tôi.
Cái gì chụp ảnh nữa? Thì tôi sẽ tăng tiền cho cậu. Cậu cứ làm theo ý tôi đi mà. Đây, cậu cầm lấy. Coi như là tiền boa tôi cho cậu uống cà phê thôi mà. Cứ vậy đi. Cảm ơn. Đây. Phù hộ cho gia đình con gặp nhiều may mắn, cho kẻ ác sẽ phải đền tội. Nam mô. Cầu trời Phật phù hộ cho con gái con là Diễm Khanh được bình yên sống vui vẻ. Cầu trời cho nó đừng lận đận trong tình duyên. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát ơi Bồ Tát, cầu xin ngươi cho con quên hẳn anh ta. Tốt nhất là người hãy xóa sạch hình ảnh của anh ta trong đầu của con. Xong chưa con? Mẹ, con muốn ở đây thêm chút nữa. Chi vậy con? Vì ở đây con thấy lòng mình thanh thản hơn. Ừ, cũng được. Vậy mình đi vòng quanh chùa đi con. Dạ. Đi con. Vô đi. Dạ, mời thầy vào. Dạ, mời thầy ngồi. Cảm ơn. Chào giám đốc. Ai vậy? Dạ, thưa đây là ông thầy phong thủy, con mới mời về. Chào thầy. Chào. Bác biết không, thầy đây là người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xem phong thủy. Mời được thầy về không phải là chuyện dễ. Vậy thì hay quá. Mấy bữa nay bác cũng đang định tìm thầy phong thủy, nhưng mà không biết tìm ở đâu. Dạ. Đúng là công ty này có một chút vấn đề. Thầy cũng thấy như vậy sao? Bây giờ mình phải làm sao đây thầy? Ông cứ yên tâm, mấy chuyện này không có gì là ghê gớm đâu. Tôi sẽ xem kỹ và chỉ cho ông cách sửa chữa. Vậy thì hay quá. Nếu thay đổi phong thủy mà tôi gặp được nhiều may mắn thì tôi sẽ hậu tạ thầy rất nhiều. Kì bác, bác đừng có nói vậy. Thầy đây không coi trọng chuyện tiền bạc đâu. Hay là mình đưa thầy đi xem đi. Dạ. Không cần đâu. Ông và cô Khang cứ ngồi yên tại chỗ. Tôi muốn nơi này thật yên tĩnh để quan sát kỹ mà. Dạ. Dạ. Mình cứ làm theo lời thầy đi bác. Khi nào cần thầy sẽ gọi mà. Nè con, con tìm ông thầy ở đâu vậy? Dạ, thầy đây là người rất nổi tiếng. Con phải ra tận Đà Lạt để rước ông ta về đó. Lúc đầu thầy không có chịu đi vì ngại đường xa. Con năn nỉ mãi thầy mới chịu đi đó. Cực thân con quá. Ta sẽ không quên ơn con đâu. Dạ, đâu có chuyện gì đâu bác. Cái ghế ông đang ngồi có vấn đề đó. Đưa lên đi con.
Mẹ. Gì con? Sao con có cảm giác giống như có ai theo dõi mình hay sao á? Có cảm giác lạ lắm á mẹ. Có ai đâu con. Nhưng con có cảm giác là có ai theo dõi mẹ con mình từ hồi đi chùa về tới giờ luôn á. Chắc con khẩn trương quá nên có cảm giác như vậy, chứ có ai theo dõi mình đâu. Chắc là tại con ngộ nhận á. Thôi mình vô nhà đi mẹ. Ờ con. Còn cái phòng này phải được sửa lại, càng nhanh càng tốt. Nếu làm theo lời thầy á thì chắc chắn công ty sẽ hưng thịnh chứ. Ông có quyền không tin tưởng tôi mà. Ý tôi không phải là như vậy. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra ông cứ yên tâm, tôi đã lặn lội xuống tới đây để xem thì bao nhiêu điều xấu sẽ tan biến hết. Cứ nghe theo lời của tôi thì phong thủy của công ty sẽ tốt lên thôi. Dạ, chắc chắn tôi sẽ làm theo lời thầy rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Tới giờ cậu phải đưa tôi về rồi đó. Nhớ làm theo lời tôi dặn. Có điều gì không hiểu cứ điện thoại alo cho tôi, tôi sẽ giải đáp trực tiếp cho. Dạ, tôi biết làm gì rồi mà. Dạ. Dạ, tôi bắt con đi. Dạ, xin mời thầy. Đường truyền quá mạnh. Nếu so với các trận đấu mà chúng ta đã được theo dõi ở những ngày trước, như đội tuyển Đức gặp đội tuyển Anh, rồi Argentina gặp Mexico và ông chủ kêu con gặp Chile. Linh kêu bà chủ xuống coi. Rõ ràng là tốc độ trận đấu nó ngày mau lên. Thấp hơn rất dạ. Nhiều. Thời gian kiểu sức bóng cũng cho thấy Paraguay đang có đến 60% thời gian không chế bóng ở trên sân, trong khi đối với Nhật Bản họ chỉ có 40%. Bà chủ ơi, ông chủ kêu bà nè. Sẽ không có. Bà chủ ơi, ông chủ kêu bà nè. Biết rồi. Lối chơi của các đội. Cái gì vậy? Em đang tính đắp mặt nạ dưa leo hối xuống như quỷ vậy. Cái con này nè. Bà cũng bày đặt làm mấy cái chuyện con nít đó được hả? Trời đất ơi, phụ nữ thì phải biết cách làm đẹp chứ, không thì tệ lắm đó. Với lại ai mà không muốn đẹp. Thôi 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 thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Tôi có chuyện này muốn nói với bà nè. Chuyện gì vậy? Có quan trọng không? Quan trọng. Quan trọng xong lên phòng nói. Đây là nhà của mình, nói đâu mà chẳng được chứ. Vậy nói đi, chuyện gì? Hôm qua tôi nhận được tin của thám tử. Cậu ta nói con Diễm Khanh á đang sống chung với hai người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông trung niên. Trời đất ơi, gì mà sống chung đông vậy? Mà họ là ai? Ủa, em nhớ con Khanh đâu có người thân gì đâu ta. Hai người phụ nữ đó chắc chắn á là có bà vú ở trong đó. Vậy còn người kia là ai? Tôi đang nghi ngờ không biết bà đó có phải là bà Nhã không nữa. Trời ơi, anh giỡn hay sao vậy? Tự nhiên xuất hiện bà Nhã gì ở đây? Bà Nhã chết rồi. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Bà nghĩ đi, ngoài bà Nhã ra con Khanh đâu còn ai thân thích nữa. Theo thám tử cho biết á, cái người phụ nữ này thì rất đẹp lại quý phái nữa, nên tôi suy luận như vậy thôi. Chẳng lẽ bà ta còn sống rồi về đây muốn trả thù mình hả? Vô lý. Em nhớ là chính anh đi chôn xác bả rồi mà. Thì tôi cũng ngạc nhiên vậy đó. Cứ cho là người đàn bà đó không phải là bà Nhã đi, còn người đàn ông kia là ai? Sao mọi chuyện tự nhiên rối lên vậy ta? Còn Diễm Khanh này ghê gớm thiệt. Nó tìm được người hậu thuẫn, bởi vậy nó mới dám về đây thấy không? Bây giờ mình đang sợ ngược lại nó, không biết nó đang suy tính gì nữa. Nè, sao anh nói với thám tử chụp hình lại cho mình coi? Như vậy mình biết rõ ai luôn. Cái chuyện bà nói tôi đã nhắc rồi. Bây giờ
chỉ còn cách là chờ thám tử đem hình về rồi tính tiếp. Sao em lo quá, lại chuyện nữa rồi. Sắp tới là ăn không ngon ngủ không yên nữa nè. Có gì đâu mà phải sợ chứ. Cho dù đó là bà Nhãi đi nữa thì làm gì được tôi chứ. Trời ơi, tự tin quá. Bà không tin vô tôi sao? Em chỉ mong được sống bình yên thôi. Chào chú. Lại gặp cậu nữa rồi. Hình như tôi và cậu rất có duyên. Chú thấy như vậy sao? Công việc ở đây cậu cảm thấy vui chứ? Nhưng mà hình như cậu không hợp với công việc ở đây. Hình như là con thấy chú không hợp với ngành này lắm. Tôi cũng đang thử sức mà. Thì con cũng vậy. Vậy sao? Lòng người khó đoán thật, thay đổi một cách nhanh chóng. Chỉ tội con Khanh nhà tôi buồn rầu quá mà không khuyên bảo được. Chú nói gì con không hiểu. Nếu như chú tới đây vì công việc thì con sẽ xem chú như là đối tác, con sẵn sàng tiếp. Còn những chuyện khác thì xin miễn bàn. Cậu giỏi lắm. Thế mẹ con mới về. Con mới đi chơi với Nam Quang hả? Dạ. Mẹ thấy cậu ta hay tới tìm con lắm á. Mẹ mặc kệ anh ta đi, con về phòng đây. Khanh, sao con nói vậy? Mẹ thấy cậu ta là người tốt đó, con đừng có lạnh lùng với người ta như vậy. Sao tự nhiên bữa nay mẹ đề cập đến chuyện này vậy? Anh ta chỉ là bạn đơn thuần thôi, không có chuyện gì hết á. Mẹ biết, nhưng mẹ muốn... Con mệt quá, con đi lên phòng nghỉ nha. Thằng Khanh có sức ảnh hưởng như vậy sao? Rồi không lẽ nó cứ sống suốt đời kiểu này? Thiệt, nếu mà gánh được cái khổ của con, mẹ cũng gánh nữa Khanh à. Con đang làm gì vậy? Dạ con đang kiểm tra lại bản vẽ của thầy phong thủy đó mà, coi là nên sửa lại cũng như là sắp xếp lại như thế nào. Dạ ngày mai con bắt tay vào sửa chữa ngay cái bàn này ạ. Mấy cái chuyện này con đưa mấy người làm công làm được rồi. Nếu cần thì cứ bỏ đi, mua cái mới cũng được, có bao nhiêu tiền. Dạ không được đâu bác, con đã hỏi kỹ ông thầy phong thủy rồi. Nghe nói là mấy bàn ghế này rất hợp với bác, nếu mà bỏ đi sẽ mất đi sự hưng thịnh đó bác. Vì vậy mà chỉ cần sửa đi vài chi tiết thôi là có thể sử dụng được. Nếu như nhờ những người khác làm thì con không an tâm, sợ làm không kỹ. Cho nên đích thân con làm thì con an tâm hơn. Vậy cực thân cho con rồi. Có gì đâu bác, con cũng kiểm tra sắp xong rồi đó. Dạ cái ghế này chỉ cần sửa lại cái chỗ ta dịnh đó là được rồi. Con thiệt là chu đáo. Em lo cho con Khanh quá à. Nó cứ buồn chuyện thằng Khang hoài à. Thằng Khang đâu xứng đáng để nó phải làm như vậy. Em có khuyên nó rồi mà nó không chịu nghe, em không biết phải làm sao nữa. Thằng Khang bây giờ thay đổi nhiều lắm, nó hết sức lấy lòng ông Tường. Lúc này nó tỏ vẻ tự đắc lắm. Em thật sự không hiểu nó làm như vậy là vì cái gì. Nó đâu phải là đứa thiếu thốn gì đâu mà phải đeo bám ông ta như vậy. Anh cũng không hiểu nổi nữa.
Thấy con Khanh như vậy em lo cho nó quá à. Anh hiểu mà. Nào, mọi người nâng ly. Dạ. Em. 1, 2, 3. Vô. Mời hai bác. Hôm nay nhà mình vui quá ba ha. Khang à. Dạ. Mai mốt con thường xuyên tới nhà bác dùng cơm cho vui nha. Chúng ta là người một nhà mà. Dạ, con tới hoài cảm thấy làm phiền quá, con ngại lắm à. Có gì đâu, sắp sửa là người nhà rồi. Dạ. Ăn ăn đi. Hai mẹ con biết không? Hả? Mấy bữa nay thằng Khang á, nó bỏ công sức ra đích thân sửa chữa lại mấy cái bàn ghế làm việc của anh đó. Trời đất, Khang còn giỏi dữ vậy đó hả? Dạ, chuyện nhỏ thôi mà bác. Trời ơi, sao chuyện nhỏ được, cái gì con cũng biết làm hết. Nè, Lý Lệ, mai mốt á, con là người của Khang rồi á, là hên cho con đó nha. Anh còn bao nhiêu biệt tài nữa mà em không biết vậy? Anh còn nhiều lắm, từ từ em biết ha. À, Khang nè. Dạ. Sáng mai á, con tới công ty nhận quyết định đi. Dạ, quyết định gì ạ? Quyết định bác đã giao cho phòng nhân sự rồi. Con sẽ làm phó giám đốc kinh doanh của công ty. Ôi, trời ơi ba muốn năm. Dạ, con cảm ơn bác đã chiếu cố. Con sẽ cố gắng học hỏi. Bác tin tưởng con mà. Dạ. Lệ nè. Dạ. Anh sẽ cố gắng học hỏi để cho ra một công ty riêng. Lúc đó em khỏi phải đi hát nữa. Thôi chúc mừng đi nè. Dạ dạ. Con xin mời hai bác. Chúc mừng con. Vô. Chắc là mai mốt tôi sẽ không đi hát nữa. Sao vậy? Bộ bà không thích hát nữa hả? Thì cũng tại anh Khang thôi. Anh thấy tôi đi hát phải đi sớm về khuya, cực khổ quá, anh xót lắm. Cho nên anh cứ nói với tôi đừng có hát. Nhưng mà tại vì tôi thích hát quá nên anh mới chịu. Trời ơi, bà sướng quá nha. Con khang cưng vậy còn đòi hỏi gì nữa. Thì bởi vậy đôi khi tôi cũng cảm thấy hãnh diện về mình luôn á. À, mà mấy người biết gì không? Anh Khang đang làm quản lý cho công ty ba tôi á. Anh Khang định đổi nghề thật sao? Chẳng phải anh thích sáng tác lắm mà. Không biết cái gì mà nói. Kinh doanh chỉ là nghề tay trái thôi. Anh vẫn sáng tác. Anh nói á hả, là sau này nếu mà tụi tôi lấy nhau rồi á, thì anh sẽ mở một công ty riêng, vừa điều hành công ty vừa quản lý phòng thu. Sao anh Khang thay đổi dữ vậy ta? Anh thay đổi là vì tôi á, vì tương lai của hai đứa tôi. Dạo này á, gia đình tôi hạnh phúc lắm. Ngày nào anh Khang qua dùng cơm á. Ngưỡng mộ quá đi. Cho tôi nắm cái tay để hưởng hơi ké nha. Nắm thì cứ nắm đi. Mấy bà mất kiếm được người như anh Khang đâu. Có tôi mới được vậy thôi. Bà chảnh chọe vừa thôi, chưa gì mà đã tự đưa mình lên cao như vậy rồi. Ê, tôi nói cho ông biết nha, hiện tại bây giờ tôi đang vui, không muốn gây chuyện với ông làm gì. Đừng có xíu chuyện người khác nha. Ờ đúng rồi đó. Thôi mà mọi người đừng cãi nhau nữa nha, mình nói chuyện khác đi ha. Bây giờ mình tám chuyện của ba bà cho tôi nghe nha. Mấy người muốn nghe không? Thôi tôi đi về trước nha. Để tôi kể cho nghe nè. Thế nào thì anh ta cũng kể lại cho con Khanh nó nghe.
em nhớ anh quá trời luôn á. Em tìm anh có chuyện gì không? Hôm nay em tới để mời anh đi ăn. Ăn mừng. Có chuyện gì mà ăn mừng? Anh mới chỉ là quản lý công ty thôi, em đâu cần phải long trọng như vậy. Trời ơi, cái đó là rất quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của anh mà. Anh mới qua như vậy, anh là số 1 rồi đó, rất đáng phải ăn mừng. Thôi được rồi, hôm nay là chủ nhật, anh rảnh nguyên cả ngày mà lại không có cảm hứng sáng tác nữa. Anh sẽ đi chơi với em cả ngày ha. Trời ơi, anh đáng yêu quá à. Chết, dính rồi nè. Anh đáng yêu quá à. Một mình ta đứng khóc, chỉ một mình ta hay. Gió ru từng sợi tóc, như ru tình ngủ say. Từ khi thằng Khang lên làm quản lý công ty, tôi thấy khỏe gì đâu. Mọi chuyện nó là ổn thỏa hết trơn. Thì đó, vậy mà lúc trước anh không chịu trọng dụng nó. Thì cũng phải thử thách mới biết người ta như thế nào, rồi mới dám nâng đỡ chứ. Nè, như vậy từ nay anh khỏe rồi. Mà em thấy anh nên giao công ty cho nó luôn đi. Bây giờ anh nghỉ dưỡng sức được rồi. Chuyện đó còn xa lắm. Thằng Khang tuy giỏi thiệt, nhưng xét về kinh nghiệm thì nó còn yếu lắm. Với lại nó có phải con rể mình đâu. Trời ơi, cái chuyện đó thì sớm muộn cũng thành thôi mà. Nè, có nhiều chuyện nó không thể thay tôi giải quyết được đâu. Tôi có cách giải quyết của tôi mà. Lúc nào anh cũng nói câu đó hết á, mệt quá. Anh coi lại những điều khoản trong hợp đồng đã đầy đủ chưa? Nếu được, chúng ta sẽ tiến hành hợp tác. Tôi sẽ đem về công ty nghiên cứu, rồi tôi trả lời anh sau. Nói thiệt là tôi rất thích làm ăn với anh. Tôi cũng vậy. Thật ra tôi cũng mong được nhanh chóng hợp tác với anh. Tôi sẽ có câu trả lời sớm nhất cho anh. Được, tôi chờ được mà. Liên quan ca nhạc sao? Nghe cũng hấp dẫn lắm đó. Chuyến này mình tham gia liên quan ca nhạc quốc tế, nên chỉ có những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng được đi thôi. Không cho người ngoài đi hả? Cậu tính cho Lý Lệ theo hả? Nếu phải như vậy thì sao? Lý Lệ cũng cần phải học hỏi mà. Cậu thông cảm giùm, chuyến này cô ấy đi không được đâu, vì không có vé mời. Mà nè, cậu tính kết cô Lệ thật hả? Cậu hợp với cổ hả? Sao tự nhiên anh hỏi như vậy? Nè, đừng có chơi trò chia rẽ tình duyên nha. Tôi không dám đâu. Chỉ có điều tôi lấy làm lạ, với cá tính của cậu lại có cô người yêu sôi động như vậy à? Chuyện gì thì cũng có trường hợp ngoại lệ mà, đúng không? Cũng phải. Tôi xin lỗi anh nha, tôi ra ngoài một chút.
Cậu đi đâu vậy? Chưa bàn xong chuyện kia mà. Tôi ra ngoài rồi sẽ quay lại bàn tiếp ha. Ok, được rồi. Chào anh. Đi một mình sao? Bộ ghét tôi lắm hả? Tôi không muốn thấy mặt anh, cũng như không muốn nói chuyện với anh. Anh đi chỗ khác giùm tôi đi. Sao tự nhiên cậu càng vậy? Bao lâu rồi không gặp cô, cô vẫn như vậy không thay đổi. Anh muốn kiếm chuyện với tôi phải không? Làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa được không? Tôi đâu có làm phiền cô. Chẳng qua là thấy cô ở đây cho nên qua chào một tiếng. Nhưng không ngờ người ta lại mất lịch sự đến như vậy. Đủ rồi Hiểu Khang, anh làm ơn đi chỗ khác giùm tôi đi. Cô có biết không, Như và Đông cứ trách tôi là tại sao lại chọn Lệ mà không chọn cô. Cô mới là người hợp với tôi, nhưng tôi là người khác. Tôi chỉ hợp với một người phụ nữ nào đó thật là hiền diệu, thật là dễ thương. Nhưng cô thì không bao giờ có được điều đó cả. Trơ trẽn. Cô nghĩ mọi người cười tôi hay là cười cô? Anh đừng khuất mắt tôi đi. Tôi cũng đâu có thích ngồi ở đây. Mình bàn tiếp đi. Chưa tới ông Thâu hả? Không thấy ngồi đây sao hỏi. Trời, tao nói chuyện đàng hoàng mà sao trả lời cọc lóc vậy trời. Không hiểu sao lúc này tôi không thích nói chuyện với bà nha. Nói thật bà đừng có buồn. Nhiều lúc á, tôi ước đừng có gặp bà trên đây. Tối nào đi về cũng gặp ác mộng hết á. Ông biết tại sao không? Tại mấy con người xấu xa, đầu óc đen tối, luôn nghĩ cái gì cũng xấu á. Bây giờ đồ óc có trong sáng mấy á, mà gặp ác quỷ dưới ban ngày á hả, thì về cũng gặp ác mộng thôi hả. Ê, cái này là quá đáng rồi đó nha. À, Long Quang nè, tôi hỏi cái này nha. Hỏi đi. Ông biết chỗ Diễm Canh ở không? Chỉ với tôi đi. Bà biết để làm gì? Định kiếm chuyện với người ta nữa hả? Trời, làm như ông nghĩ tôi xấu lắm ông bà vậy á. Thì tôi hỏi cho biết vậy thôi. Chẳng tình yêu từ sâu dưới đây lòng này chắc là quyết định gì nhỏ đó phải không, cho nên không cho mẹ con tôi qua tìm một hơi ấm đậm nà. Chỉ có mỗi anh để dẫn chia vui buồn và anh chăm sóc từ trong tim em thổn thức nguyện cầu đường đêm vì em đã